Rồi, chặn đó, cách chung kết bắt đầu. Chặt đài, phát bóng, không không. Chặt đâu, nhìn nó thật. Rồi, cơ hội cho cô Tân. Nhìn nó thật. Quẹ đâu. Một. Điểm cho các tài, một, không. Cho nó dàng đấy thôi. Nó, trọng tài rồi, nó. Thầy quá vàng hơn. Bắn biên, bắn biên. Bắn hết nước, điểm cho các tài. Một đều. Một đều của người. Điểm cho các tài. Đúng bắn biếc chứ bắn biếc này. Lạc 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 đen 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 đen. Phượng ơi đen đen chứ. Giờ giúp đi chứ. Hai tay cầm hai tờ chứ. Hai tay cầm. Cầm sẵn vậy. Thấy đâu cho cho. Rồi cho đóng hả. Kiểm cho. Ngô Lê Tông 2-1. Đây cái là đứng mình lùng cho nó hoàn đáng nào. Đúng giờ như kia cuốn rồi. Cái gì đâu rồi. Thằng mày cuốn vậy là. Không bằng cũng ai nói chi mà. Bây giờ là không mày cũng ai nói gì vậy đâu. Sáng nay sao mình thiếu tự tin vậy biết. Rồi, một hai. Ông này này. Một phát kêu bóng rất là đáng đẹp. Ông này kêu mới sẽ là đặt dạy chạy đi vậy không quên. Đập bóng không thành công. Hai đều. Điểm cho các tài, hai đều. Hai đều, quay cá quá. Dạ cứ sáng nay cứ mở đội của hai thằng đi. Giết đầu. Ngát nghỉ vậy. Lâu ngày đừng bơi chủ nhật ngoài gì đâu. Cái nào ngát nghỉ vậy. Đây rồi đó. Rồi. Đừng có chiều nó nữa nó mệt đâu. Rồi. Hoài. Đứng chứ hoài như đi. Đừng ơi nhanh. Rồi. Đang thi đấu rất đẹp. Đồ quá. Ba bóng không thành công. Của các bài điểm cho Cô Lê Tân 2-2. Rồi. Đứng đi đấy. Thả biểu đứng đi vậy gì đứng đi vậy. Đứng lên nó lót rồi đấy. Rồi cơ hội ta cắt tay. Thầy đâu? Mở đó luôn. Thầy giữ không? Làm phụ rất tốt. Nhân lắm. Cái này cũng hay hiểu. Cái này là đẹp. Đập bóng tốt. Ôi, càng kiểu bóng không thành công. 1-2 4-3, 4-2 Anh ơi. Cái tay cuối lên. Không rất là đẹp. Đặt đây, đặt đây. Phải sao biết cái đó như này. Một pha xử lý đó rất là không ngoan. 3-4 Của Đính Nguyễn. Muốn mặc đồ mặc đồ thử heo đây. Mấy cô đùi áo rút banh rồi đây. Ý là cô không mặc cũng được. Không, mình mặc quần dài mà áo thể thao. 3-4 Vô quấn gì đội các minh mình nè. Bây giờ bạn không chưa mặc quần trồng không? Cô Yến. Nửa tiếng rồi ạ, mồ hoặc có điểm ngay rồi nửa tiếng rồi ạ. Giờ cái điểm. Giờ nè. Giờ đang chơi lại sao? Tôi biết là qua được bây giờ vậy. Biết là khỏe nha. Không có ông dùng cái vali ra dục ở ngoài đường là rầu á. Có vali em kia bị điên này. Bắt đứng. Vali nó bị điên em lắm. Điểm đi. Điểm đi. Thầy quá, chỗ đây là đây. Điểm sao vậy? Điểm đi.
tôi với bạn Lư thấy nó nhiều đồ hơn đấy. Nhạc bạc rồi tiền đồ vô gom hết trong đồ đúng không? Sao đội các bên mình quần dài không nhỉ? Có quần đùi. Tôi đã thông báo quần dài cho quần đùi thiếu gì cô? Thiếu gì vậy? Để quần đùi bị khó tìm. Quần dài. Quần dài mới nên là. Đó rồi. Phải hết luôn, phải hết luôn hả? Đi cấm gì là mòn, yếu đầu, mờ đầu. Đập liền. Đập đám tốt, điểm cho người ta. Sáu điều. Sáu điều. Ồ, gây gắn đó. Quốc là đánh 15, 25, 15, 21. 15. 15 chứ. Gây gắn lấy giờ mấy con này. 15 thì gần hết rồi. Sáu điều. 8 điểm là đậu. Rồi giờ chín luôn nè bị. Không nhớ nhau, điểm cho. Đó là tăng nào. Các này không dưới. Thượng lật đến chứ Thượng. Để đám ngắn. Hai tay đua vậy. Nó nói với lật đua bà gì không? Thấy đâu? Không nghe. Đám ngắn. Chuyện này em à. Điểm cho ngô lê tăng. 8, 6. Đổi sang. Đổi sang. Đổi sang. Đổi chuẩn tay đây. Chuẩn tay. Chuẩn tay không được gì bắt để tôi thấy mà bắt. Nhàn vô đây đúng không? Rồi rồi 8-6 mùa lần tăng khách bóng một phe bỏ bóng rất là hay điểm cho các tài hay đấy Linh ơi cô ơi Asuka ơi Asuka bỏ bóng rất là hay Linh Asuka cái tên gì mà đọc cái mối Linh có gì live stream mà chị cái giờ chị Facebook gì ta rồi ôi ngủ rất hay sáng giờ rồi đọc cái này à tốt tốt còn khi bóng rất là đẹp của Ngô Lê Tân cách tài đọc bóng hả điểm cho Ngô Lê Tân 9-7 đọc bạc liền gắt cổ với em phải có kẹo rồi chứ còn hầm nước không bây giờ các kẹo dạy kẹo chết rồi chết rồi nước có mà chứ không được ông bà chanh xé như ông ngài đâu mà ông nghe kẹo nó được chết 9-7 điểm cho Ngô Lê Tân phát bóng hàng Ngô Lê Tân bây giờ chắc lắm rồi luôn 9-7 Ngô Lê Tân phát bóng tốt và bóng rất y luật rồi cơ hội cho Ngô Lê Tân đẹp đâu một bé rất tốt điểm cho Ngô Lê Tân 10-7 rồi cách này hay rồi mà hay rồi sao mà lên le dữ vậy lên le lên le lên le lên le đó lên le lên le mấy cô đã đang ngứa ghê rồi đây tốt cách này đã đúng tốt thấy đâu rồi cô hỏi cho Ngô Lê Tân rồi cô hỏi cho các tay đều quýt vô hả tốt đẹp đẹp đúng thằng lũ không thành công điểm cho các tay 80 80 gây gắn quá 10-10 nói 10 80 giờ thời gian anh lên YouTube nó vô rồi mà dạ em xin lỗi bước là trúng nghe chưa em xin lỗi rất hay điểm cho Ngô Lê Tân 11-8 nói cho trúng nghe nói cho trúng điểm không mà để lại cho lần này không phải lên YouTube nữa nghe đang like nghe đang like nha rồi 11-8 đang quay trực tiếp chứ mấy bạn đó không có trực tiếp video không ạ giờ hết tiền mình nói ra nhìn ra đây chứ nghe chứ một hai đặt đăng rất lực của Ngô Lê Tân 10-2-8 rất tuyệt vời mặc dù cầu thủ là bốn mắt rất là hay tôi đập bốn mắt không ạ cứ đập đi em ơi thầy nói đứng dậy mà lúc đó là cơ hội là gặp chi còn ở đâu đây gặp ta đội đây mà chích mà chỉ máu á gieo lưu đúng rồi gieo lưu rồi đâu đứng cho nghe ta anh lên đây anh lên lên dẫn kìa chiếm không mà sáng thầy ông lên ông có mua chuột gì là chắc nó mà chưa gì hết rồi biểu cái mình rồi ta ngồi đây ta ông đứng kia ông đầu cái đi gì đâu rồi ta không dự ý thằng thương 10-3-8
Ủa đang ghi điểm mà sao lẹ? Dương có đội mới là anh Ngô Quốc Linh. Nào, sáng nay sao Ngô Quốc Linh không nghỉ hơn rồi? Trần Quốc Tế. Đâu sang. Rồi, lật lật nha. 4 lật lật. Đội bóng hồng, điểm của Linh sau 14 8. Mắt thôi, điểm cuối cùng của trận đấu. Phải phát ban chuyên nghiệp chưa? Cao rồi, xem rồi. Tự luôn á.